Rồi xin chào tất cả anh em nha, chào mừng tất cả anh em đến với cuộc nhậu của những anh em ngành nấm này. Rất là đơn giản, chỉ có cá nướng bạc, chả cá này, gà. Nhưng mà đặc biệt khó nhất là cái này. Đó này, bên này là cái gì? Hầu như những anh em làm nấm thì nhìn sơ qua là đã biết rồi, nhưng mà đặc biệt những anh em ham nhậu á thì lại khó có thể hình dung và biết được cái này là gì, nó quá lạ. Đây là sản phẩm của anh Tuấn. Đây. Anh Tuấn có thể giới thiệu về cái sản phẩm này cho anh em nhậu. À, này là nấm muối đen sấy khô. Mình xin mời mọi người thưởng thức thôi, xem thôi, nhưng người ta không thưởng thức được, chỉ có nhìn thôi. Chỉ nhìn thôi. Đây là nấm gỏi, lẩu nấm, gà, muối thái, muối đen. Đây, cho đây, chạm gấp miếng đi. Rồi, gấp tay trái thì nó ngược. Đây, anh em nè, muối, đã sấy khô. Còn nấm muối tươi á thì nó khác nữa nha. Còn đây là anh em đây dùng chỉ có dự trữ, gọi là dự trữ mồi. Đây, chén con nấm nè. Rồi còn cái đây là rượu của anh Minh. Toàn Minh đây. Anh có thể nói về sản phẩm sơ lược cho anh em biết. Cái này là em pha chế từ một cái hũ là ngâm yến trùng thảo, nhộng trùng thảo với cái thằng linh chi đỏ. Em trộn hai cái vào đây. Tổng hợp á. Anh có cái sản phẩm nào mà chuyên về đâm trùng hạ thảo không? Cũng là rượu á. Anh thấy khá là nhiều đó, nhưng mà ba tháng rồi. Nó ở trên cái khu kia là khá là nhiều rượu. Cái nấm đông trùng hạ thảo này. Quỳ đây uống cái vụ uống đông trùng mà quỳ quá. Lỗi. Đã phát hiện ra rồi chưa? Mời cả nhà. Chú học rừng luôn á. Có chứ hậu luôn hả? Rồi dân nhậu à. Tập trung đầy đủ. Rượu. Tưởng đâu có ai lấy rồi luôn. Rồi thôi. Làm cái thưởng thức kệ nặng làm cái chúng thức cái đó à, cái chúng thức đi cộng với ai cái đi cộng tới đi rồi cho anh Tuấn đi anh Tuấn đi em mới uống xong đó nguyên tha không dạ này tình hình nó không được bên sóc wow rượu mà uống cái cốc đó vậy nó giả đó. Rồi đây là anh Sơn. Đúng, chỉ có anh em mình nắm mới nhậu những cái rượu này. Cái hũ này hồng nhậu hơi bị quý quý. 5 tổ yến, 49 con nhộng. Bây giờ chưa mua máy thì anh thêm cho nó con nhộng rồi. Nè, có những cái sản phẩm thuộc dòng đông trùng hạ thảo. Cái gì cũng bán giờ anh em muốn mua cái gì này, có đơn giản thôi nha, phân lập ra không phải là trồng cái là lên nấm nấm coi thôi, nấm rơm nha anh em, cái bèo cấu này giống giống nấm rơm luôn.
Rồi anh giới thiệu đi cho chắc đi, bởi vì sản phẩm của anh tự giới thiệu. Khách đây hàng là nấm rơm làm lên trấu. Cái này nó cá là mình khi mình cấy và mình bóp nó nát ra. Ra. Bóp vụn ra bóp. Xong mình rải nó ra để đơn giản thôi. Nó dễ bóp hơn cái thằng bông. Người ta làm bông. Đây là một bịch gì là dạ. 1 mét vuông nha. Một bịch là 1 mét vuông nha. Nói chung là do buổi tối là nắm quay nên anh em không thấy rõ cái sợi tơ nha, anh em thông cảm.